Xin chào mọi người, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô màu sao cho thật đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Nhắn tin Long xem nó ngon không mà nó chuyển khoản cho. Thằng chú ơi, địt mẹ. Kể nó đổ. Giờ còn đứa có mẹ nữa. Shipper bắt cho. Đứa cho có em xin toàn cho này. Kiểu lúc nào kiểu nó mình bảo nó cho em xin mẹ thì em bảo người này chuyển khoản cho thì kiểu gì chẳng đưa cho. Hết sơn nó không tài khoản này, hết tiền này. Nó tài khoản đâu? Phải. Thế tạo rồi. Thế mà kêu người ta tưởng nó tạo rồi. Chứ tài khoản này là thế nào không dùng nữa? Là chưa có rồi đúng không? Là chưa có tài khoản rồi nhưng mà xong thế nào lại không? Không dép kiểu gì cũng chẳng phải dép, gọi nó phát ok. Ừ, lấy cái chuyện thứ thoại anh còn lấy mẹ tiền. Không đi vào. Em thì thỉnh thoảng, em có số, em có tiền trong điện thoại đâu. Cứ vào xem, tra số điện thoại nó xem thằng nào. Mấy lần em trả. Có một thằng em đặt trên Shopee, thằng đấy nó hay gửi cho em. Thế là nó quen mẹ luôn. Thế là lúc nào mà có đường Shopee, nó cầm thì nó gọi. À, nó nhắn tin luôn, nó không phải gọi. Bà Linh, bà Linh muốn rồi. Bà Linh này. Em muốn rồi. Mình hay ra lấy hàng, nó quên mẹ nhỏ luôn rồi. Nguyên, tao một. Rồi, làm việc đi. Alo vò xem như thế nào. Không cần gọi lại. Các bạn ơi, video mình đến kết thúc rồi nha. 6 phút. Đơn hàng đã vận chuyển thì các bạn. Thì đúng rồi đấy. Giờ chỉ cần ăn lâu long thôi. Tao xem mấy giờ trước.
Một tháng trước thì đi căng đang đi căng đi căng đi căng đang đi căng đi căng ra đấy thì cứ bảo cho nó phát sim sim nó tí mẹ nữa để xong mà chụp cái mẹ của nó vào gửi thằng Long. Alo con đi giờ đây nè. Đấy Long đấy. Như vậy giờ mình nên kết thúc như vậy.